Ba người đàn ông gây ảnh hưởng nhất showbiz Việt 2016. Năm 2016 có thể coi là một năm đầy sôi động của làng giải trí Việt. MC Phan Anh, Trấn Thành, Hoài Linh là những người đàn ông liên tục được nhắc đến trong năm với sự hoạt động tích cực của mình ở các khía cạnh khác nhau. MC Quốc Dân Phan Anh, có thể nói năm 2016 là một năm đầy cảm xúc của MC Phan Anh. Những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của ông bố ba con đã truyền cảm hứng cho hàng vạn người. Trong đợt lũ lịch sử hồi tháng 10 2016, MC Phan Anh đã huy động được 20 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung. Anh lặn lội vào tận những vùng sâu xa để giúp đỡ đồng bào vùng lũ. Hình ảnh Phan Anh đang nhẽm, lấp lám bùn đất, giúp đỡ bà con vùng lũ khiến nhiều người xúc động. Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng MC Phan Anh vẫn là một trong những hình mẫu lý tưởng của người hâm mộ. Hoạt động từ thiện với kết quả huy động nhanh chóng, bất ngờ đã giúp anh trở thành một trong những người đàn ông được yêu thích nhất năm 2016. Danh hài Trấn Thành liên tục oanh tạc. Danh hài Trấn Thành là một trong những ngôi sao xuất hiện nhiều bậc nhất trên sóng truyền hình. Việc tham gia ngồi ghế nóng hoặc làm MC ở rất nhiều game show như Thách Thức Danh Hài, Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Dạo Mãi Dòng Ai giúp Trấn Thành ngày càng quen thuộc với khán giả. Sự thông minh hài hước của Trấn Thành khiến nhiều người thích thú. Đặc biệt, cuộc tình giữa Trấn Thành và Harry Won trở thành tâm điểm của dư luận trong năm 2016. Sau nhiều ồn ào, cặp đôi kết thúc bằng một đám cưới đẹp như cổ tích, mặc cho nhiều lời bàn tán và những tin đồn thất thiệt. Đám cưới của Harry Won và Trấn Thành diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm 2016 là sự kiện được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Sự kiện này cũng khiến Trấn Thành được nhiều người ngưỡng mộ. Việc tham gia hàng loạt các chương trình truyền hình và cuộc tình với Harry Won giúp Trấn Thành liên tục được nhắc đến. Độ nổi của anh cũng vì thế mà tăng thêm vùng vụt. Danh hài Hoài Linh tiếp tục chứng tỏ sự quyền lực. Danh hài Hoài Linh luôn được mọi người hâm mộ yêu thích vì sự thẳng thắn, chân thật và cái tâm với nghề. Anh đã dành toàn bộ tâm huyết của mình để xây dựng ngôi nhà thờ tổ nghề sân khấu. Để có tiền làm nhà thờ tổ khánh thành trong năm qua, Hoài Linh đã phải lăn lộn xuất hiện ở rất nhiều các show truyền hình. Thậm chí, nam nghệ sĩ ưu tú còn thẳng thắn tâm sự với khán giả rằng anh xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình bởi vì anh cần tiền. Cho dù có thể bỏ mạng, anh vẫn quyết làm việc để thực hiện tâm nguyện này. Những lời thổ lộ từ tâm can của Hoài Linh khiến nhiều người xúc động. Trong những ngày đầu năm 2017, thông tin Hoài Linh phải nhập viện trong đêm khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, anh nhanh chóng bình phục và trốn bệnh viện để đi diễn. Với sự chân thành và thẳng thắn của mình, Hoài Linh vẫn sẽ là nhân vật hot của làng giải trí Việt trong nhiều năm tới. Ba đám cưới ngốn tiền xa hoa níu lưỡi của sao Việt năm 2016. Đám cưới là sự kiện trọng đại của đời người, vì vậy ai cũng quan tâm và đầu tư hết sức có thể. Sao Việt cũng như vậy, đám cưới của họ được chi đậm và đòi hỏi cao về độ xa hoa khác biệt. Năm 2016 được xem là một năm nhiều sự kiện của làng giải trí Việt, trong đó nổi bật nhất là những đám cưới được đầu tư vô cùng xa xỉ của người nổi tiếng. Trong số đó, nổi bật nhất ba đám cưới được cho là độc đáo và đặc biệt, đó là Chuyện Vui của siêu mẫu Hà Anh, tiệc cưới xa hoa giữa Hà Thành của MC Mai Ngọc, mới đây là đám cưới cổ tích của cặp đôi Trấn Thành Harry Won. Đám cưới rước dâu bằng máy bay siêu độc của siêu mẫu Hà Anh. Được tiếp xúc với thời trang hàng hiệu cùng đời sống xa hoa từ sớm, nên siêu mẫu Hà Anh luôn biết yêu bản thân và biết hưởng thụ những giá trị tốt nhất của cuộc sống. Trước khi lấy chồng, mỗi lần đi công tác, người đẹp đều chọn những khách sạn hạng sang cùng các dịch vụ đi kèm, đòi hỏi vô cùng cầu kỳ. Vậy cho nên, lễ cưới của người đẹp vô cùng hoành tráng. Ngày 30 tháng 7, 2016, siêu mẫu gốc Hà Thành đã tổ chức tiệc cưới tại một resort hạng sang có giá thuê vô cùng đắt đỏ, chỉ giới thượng lưu mới dám nghĩ đến. Hơn thế, trong hôn lễ cô và chồng người Anh đầu tư vô cùng cầu kỳ, cặp đôi chọn phong cách cưới bãi biển với biển trời xanh thẳm, cát vàng ấm áp để đọc lời nguyện ước, 4.600 bông hồng sắc trắng và hồng nhạt xinh xắn. Cùng những bức voan trắng, yêu kiều lãng mạn được dùng để trang hoàng cho đám cưới bãi biển của cặp đôi tài sắc này. Các món ăn để thiết đãi khách mời cũng được nấu bởi những đầu bếp danh tiếng. Ngay cả chiếc bánh cưới nhiều tầng của người đẹp cũng được làm thủ công với 100 bông hoa tinh tế. Siêu mẫu Hà Anh rất khó tính trong từng chi tiết để có một đám cưới hoàn hảo nhất. Ngoài việc quan tâm đến lựa chọn váy áo hàng hiệu, đám cưới Hà Anh còn có điểm độc lạ, đó chính là màn rước dâu bằng trực thăng. Đây là điểm thú vị không phải cặp đôi nào cũng nghĩ ra. Điểm này không chỉ khiến đám cưới trở nên độc lạ mà nó còn tạo được ấn tượng mạnh trong lòng khách mời. Và để làm được một đám cưới tuyệt vời ấy, Hà Anh đã phải chi bộn tiền cho mọi thứ.
Cô gái thời tiết Mai Ngọc có đám cưới xa hoa bậc nhất Hà Thanh. Mối tình kéo dài 10 năm của MC Mai Ngọc kết thúc viên mãn bằng một đám cưới không thể tuyệt hơn giữa Hà Nội vào đầu tháng 2, 2016. Đám cưới này thực sự khiến nhiều người mơ ước vì sự xa hoa lộng lẫy đến ngỡ ngàng. Theo đó, không gian tiệc cưới được trang trí đẹp như một dải ngân hà bằng ánh sáng cùng các vật trang trí tại một khu nhà hàng tiệc cưới nổi tiếng bậc nhất Hà Thanh. Hôn trường được trang trí như một cung điện tráng lễ mà rực rỡ còn bục đứng của cô dâu chú rể thì như một sân khấu âm nhạc hoành tráng. Người trong cuộc không hé lộ chi phí cho việc chuẩn bị hôn trường, nhưng chỉ nhìn những hình ảnh này, ai cũng thừa biết rằng để có được sự hoàn hảo ấy, cô dâu chú rể đã phải chi rất đậm. Đặc biệt, hôn lễ của Mai Ngọc còn khiến người khác kinh ngạc vì những món đồ không thể thiếu trong đám cưới được đầu tư rất xa xỉ. Đó là chiếc váy cưới được gắn 10.000 viên pha lê lấp lánh, giúp Mai Ngọc giống như một công chúa bước ra từ ảo mộng. Ngoài ra, đôi hài lọ lem được dự đoán sẽ đồng hành cùng công chúa giúp Mai Ngọc trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong lễ cưới. Và điều ấy đã được minh chứng trong lễ cưới của người đẹp và những gì họ đầu tư là hoàn toàn xứng đáng. Đám cưới cổ tích của Trấn Thành và Harry Won. Sau một năm tìm hiểu và hẹn hò, cuối cùng vào ngày 25 tháng 12, Trấn Thành và Harry Won đã cập bến hạnh phúc. Sự kiện này đã được công chúng từ Nam ra Bắc quan tâm. Và dĩ nhiên, tiệc cưới của họ cũng được mổ xẻ đến từng cm. Theo một nguồn tin thân cận của danh hài Trấn Thành, để có một đám cưới như cổ tích và đậm chất ngôn tình, anh đã chi hơn 2 tỷ đồng cho không gian tiệc cưới. Theo đó, tiệc cưới được tổ chức ở một nhà hàng tiệc cưới sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôn trường được trang trí toàn bộ hoa tươi cùng dàn ánh sáng đẹp nhất. Ngoài ra, nam diễn viên còn chú trọng chuẩn bị một dàn âm thanh chất lượng tốt để phục vụ cho bữa tiệc, với khách mời phần đa số là những nghệ sĩ hạng A. Không chỉ vậy, nam MC còn dành tặng cho cô dâu một món quà, đó là váy cưới có giá 10.000 đô do một nhà thiết kế váy cưới đình đám ở thành phố Hồ Chí Minh tự tay làm. Được biết, để thực hiện hai chiếc váy cưới, nhà thiết kế này và ekip 10 người đã phải làm việc liên tục trong một tháng. Chất liệu được làm từ vải ren nhập từ Ý và thực hiện hoàn toàn thủ công. Do chi khủng cho tiệc cưới với giá trị lớn, nên từ đầu đến cuối Trấn Thành và Harry Won luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ tập trung cho công việc. Dù sát ngày cưới, cả hai vẫn tất bật đi diễn, khiến cho công chúng hồ nghi. Tuy nhiên, cuối cùng cặp đôi đã nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của người hâm mộ. Ngoài 50, Kim Tử Long vẫn bế ốc Thanh Vân xoay vòng. Dù đã ngoài 50, nhưng Kim Tử Long vẫn tự tin bế bổng ốc Thanh Vân xoay vòng trên sân khấu. Tối 14 tháng 1, tập 9 của Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ đã lên sóng. Ở vòng thứ 3 mang tên Tân Cổ Hiện Đại, thí sinh sẽ thể hiện những ca khúc Việt Nam hiện đại và được viết lời vọng cổ hoàn toàn mới. Đây là cơ hội đồng thời cũng là thử thách lớn dành cho các thí sinh trong việc mang dòng nhạc cải lương, vọng cổ, tiếp cận hơn với hơi thở hiện đại và trình diễn với một màu sắc mới, đầy tính giải trí nhưng vẫn đảm bảo tính nghệ thuật của bộ môn nghệ thuật dân tộc. Sau vòng thi này, huấn luyện viên phải loại đi 2 thí sinh có phần thể hiện chưa tốt trong đội mình. Trong tập phát sóng tuần này, cả 3 huấn luyện viên xuất hiện với sự thay đổi mới mẻ từ cách làm tóc, cách trang điểm đến những bộ trang phục rực rỡ, trẻ trung và hiện đại so với 2 vòng trước. Mở đầu tập 9, cô nàng Thu Vân vào vai người đẹp trong vở Người Đẹp và Quái Vật qua ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn. Đây là ca khúc trữ tình gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Lệ Quyên và được huấn luyện viên Thoại Mỹ lựa chọn để vọng cổ hóa cho học trò thể hiện. Điều này mang lại sự mới mẻ cho khán giả. Tiết mục của Thu Vân có sự hỗ trợ của nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm. Thu Vân sở hữu giọng hát ngân rung lạ, được Kim Tử Long đánh giá là đẳng cấp và tuyệt vời. Ngoài những nhận xét cho Thu Vân, anh còn chia sẻ vui rằng bằng tuổi Minh Lâm, anh vừa có thể bồng được huấn luyện viên Ngọc Huyền, xoay 80 vòng vừa có thể ca vọng cổ. Kim Tử Long sinh năm 1966. Chính vì vậy khiến không ít người nghi ngờ hiện tại anh sẽ khó để làm được như lời đã nói. Ngay lập tức, huấn luyện viên Kim Tử Long bước lên sân khấu, ẵm lấy ốc Thanh Vân và xoay nhiều vòng để chứng tỏ phong độ. Anh còn hài hước trêu vui rằng nếu huấn luyện viên Ngọc Huyền có tăng lên 8kg thì anh vẫn bồng như thường, khiến khán giả vô cùng thích thú. Huấn luyện viên Thoại Mỹ dành lời cảm ơn đến Minh Lâm, đồng thời dành nhiều lời nhận xét tích cực cho Thu Vân. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ còn chia sẻ thêm rằng lúc đầu khi chọn ca khúc này, chị đã khá lo lắng vì bài hát này đã nổi tiếng, nhưng sau phần thể hiện hôm nay của Thu Vân, Thoại Mỹ đã bày tỏ sự hài lòng và cảm thấy rất đã.